Chào bạn nha. Này mình làm món da heo kho tiêu ăn nha các bạn. Này miếng da heo này mình luộc sẵn với mình lóc mỡ ra nè. Với cắt xắt ra miếng miếng này kho tiêu ăn. Như này mớ xương này mua mình hồi mình nấu cái canh bí đao á. Trái bí đao nè. Này sao không sắc miếng vuông hình chữ nhật á. Này mình muốn ấy mình lóc mỡ rồi mình luộc trước nè. Trước nồi kho cho nó đỡ ra nhựa chứ để nguyên gì luôn kho nó ra nhựa. Cái này thấy hơi cứng à, không biết. Thôi mình để phải da heo tơ không nè. Tơ chứ gì nữa, nhìn cái da là biết rồi. Lóc mỡ sạch mỡ mà còn cái da không à, em đã ngán để nhiều mỡ quá nó không ngon à, cắt như vậy nó đẹp á, đẹp hơn là miếng này. Miếng này cắt vuông vuông rồi kho cái nó quắn quắn là vậy nhìn đẹp lắm. Da heo kho tiêu miếng được rồi không, ăn hỏi này để nấu canh luôn được không? Được, thêm miếng nó đi này hơi ít á, không phải thêm miếng nữa đi, còn miếng này sắc nhỏ ra để nấu nấu với xương này luôn. Này xương này mình mua xương cốc lết nè. Xong dục vô tô luôn. Được, tao đã ghiêng chứ nó chín rồi anh để cho nó nhầm xuôi thì sao? Miếng nó chắc dừa đó. Người ta cắt làm hai em nó hơi dài. Kệ đi. Nhưng mà nó quắn lại. Quắn mà nó hơi dài quá. Được cho bá luôn. Bí đao bỏ ruột không em? Không. Mấy bỏ ruột đây đấy, ruột nó chua quá. Em thích ăn. Ăn để cũng được mà anh thích. Bỏ cái ruột nó lấy đỡ chua. Trái này hơi nhỏ ha. Nhỏ gì nó mới non. Cố tình lựa trái nhỏ làm cho nó non. Bây giờ xong hết nè, mấy nguyên liệu của mình. Mớ này thì mình để mình kho. Còn cái này xắt cái miếng hơi bự nè. Để hồi nấu canh chung với cái thịt này luôn. Này hành, hành rồi bỏ vô cho thơm với hai dòng mình trái bí đao nè. Cái này hơi ít nhưng mà chắc cũng đủ rồi. Mình cho miếng đường vô nè. Thắng miếng nước màu chứ các bạn. Giờ chồng mình ăn nước màu, khi nào có ăn thì thắng nước màu không ạ, chứ không muốn mua nước màu ngoài. Rồi cái nồi nước mình bắt cho nó sôi lên nè, mình bỏ thịt cho mình luộc nè các bạn. Luộc cho nó ra cái máu đi, cái hồi mình nấu với canh bí đao á. Nó trong nước mà nhìn nó ngon hơn. Cái nồi da heo của mình nè. Này nó cũng màu ha, nồi đất nó màu nóng với có nước màu á, nhìn màu đẹp vậy. Này em thêm nước mắm rồi phải không? Ừ. Nêm nếm chưa? Chưa, cho nó giòn da heo chút mới để. Ôi, hồi có thêm nước không? Thêm chút nước cho nó mềm. Khói, khói nó lên. Cái này mình có ăn hạt nêm không? Đâu có ăn hạt nêm mà. Không, chia heo nó nhựa, để hạt nêm nó nhựa. Chỉ bỏ nước mắm với đường một ngọt. Này cứ ăn có mặn mặn ngọt ngọt đi. Đường cũng vừa vừa thôi, ngọt cũng ngán. Hai muỗng đường. Cái heo mình luộc sẵn đi, coi mới đây cái chút xíu. Nó mềm nữa mà. Để cho nó sắc nó rượu xuống nó ăn không? Kho nó muốn cứng giòn giòn là cái kho gì nè.
chứ để nước cho nữa mà nó mềm xuôi á. Này rồi thêm chút tiêu chút hành vô nó thơm ngon. Những miếng này đẹp. Ừ. Nãy nó hơi dài mà coi cái nó cong lại ha. Tại vì luộc trước rồi cái ấy nó mau mềm ra. Nào giờ heo mình giờ chín nữa bạn. Giờ mình cho mình dưới hành với tiêu vô nữa là xong. Cháo quá đèn ấy cháo quá. Nhiều nhiều hành đi, ngon. Này làm kiểu này thì cái thịt nó thơm. Thơm lắm. Thơm mà ăn nó ngon. Nước trong. Ừ, nước thịt luộc trong. Hành phi đổ nổi lên đó kìa. Nãy lúc mình thử thịt á, mình nêm nếm sẵn vô đây trước rồi. Bây giờ với mình để cho thịt nó chín về bỏ bí vô. Này cho thịt nó mềm chút rồi. Này nãy giờ mới có khoảng 10 phút rồi, để cho nó khoảng 20 phút đi để thịt nó mềm với cái xương nó mềm chút đi chứ giờ nó còn hơi cứng. Thịt giờ này chắc được rồi nè, anh bỏ bí đao vô bạn. Bỏ đao vô chừng 5 phút là chín rồi, nhanh. Nấu hai vợ chồng bí. Kệ có hai chồng ăn nhiêu cũng được rồi. Chắc hơi ít bí một chút. Cái bí mua hơi nhỏ. Nhỏ nó mới non. Cái bí mà mình mua nó còn long long là nó non. Ừ, cái này nè. Gì cũng vừa, hai chồng ăn như cũng vừa. Này bữa cơm tối mình xong nữa bạn. Da heo à. Vì cái canh bí đao mình nấu với xương nãy nè. Không mới da heo để trên. Nhìn nè. Nhìn ngon quá bạn. Hay mời các bạn cùng ăn cơm tối vợ chồng mình nha. Giờ để thử mình nè. Mình thử miếng da heo à. Da heo. Mềm à. Khoan chút nhìn mềm ngon đấy. Mình luộc trước bấy thì nó mềm á. Ngon. Nó không có nhựa. Ừ. Nó không có nhựa. Ăn thử cái da heo ở bên nè. Bên nấu canh này thử. Nó con nhỏ mềm hơn. Hãy mình nấu con nước á. Mềm hơn là à, mềm hơn không? Vậy nãy để sao? Ừ. Bụng ngon quá. Nãy giờ nấu đói rồi. Đi làm về chiều mình mua đồ mình nấu cơm nữa, tối tối mới ăn cơm. Ăn cơm tối. Ăn với đào. Với đào này ngon à. Cái bột nó không có chua. Lửa trái nhỏ, hộp nhỏ rồi nó không có chua. Ừ. Cái hộp bự là chua. Cái này xương mà cũng thịt nhiều ha. Ừ. Thịt không à? Anh lấy cái xương ấy mà. Chấm dừa, chấm nhiều mặn. Đây em ăn mặn. Mềm xèo luôn á. Ừ. Nó không ngon như kho. Ừ. Kho nó thấm nó mặn. Nấu canh nó đâu có thấm đâu. Nấu canh nó. Kho thì vừa ăn dừa, ngọt 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 ngọt. Thật không à? Luôn có thịt. Thì ngon không ạ? Ngon. Này thằng cho cái bánh chèo á. Em lấy em cũng biết. Qua lấy đồ lấy xương. Ở dạng bạn. Rồi. Rồi.
Đúng rồi. Ăn nguyên cọng đúng rồi ha. Ừ. Dài trắng vậy. Nó bự. Anh chấm ít nước mắm rồi. Nè. Mềm mà nấu canh nó có thấm còn kho kho mà mặn không ngọt ngon. Nãy để sao nó giòn không? Nè nè da heo canh đó. Ừ, chẳng được. Đã quên thử vô luôn. Em ruột chín thẳng rồi. Wow. Nó không ngon bằng mấy đợt trước luôn. Đã chưa đủ ngày mà. Dàn khè thấy chưa đủ rồi, chưa đủ ngày. Ngon bất khan. Mình xin tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn clip sau. Bye bye.